nhằm thực hiện chủ trương xóa đói giảm nghèo của nhà nước nhìn vào thực tế lực lượng lao động của tỉnh đồng nai và khu vực số lao động được đào tạo chưa nhiều số thanh niên nam nữ không có điều kiện học lên tới đại học nhất là các thanh niên tại nông thôn vùng sâu vùng xa con nhà nghèo và những bạn thanh thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt họ cần có nơi giúp đỡ đào tạo cho mình có một nghề để tham gia vào lực lượng lao động giúp cải thiện đời sống thoát cảnh khó nghèo góp phần vào sự phát triển hội nhập của tỉnh và khu vực trước tình hình đó tòa giám mục Xuân Lộc lập đề án xin thành lập trường trung cấp nghề hòa bình để đáp ứng những yêu cầu trên. Ngày 9 tháng 6 năm 2008, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ký quyết định số 1800 quy UBND thành lập trường trung cấp nghề hòa bình thuộc tòa giám mục Xuân Lộc do ban bác ái xã hội, Kajita giáo phận điều hành và quản lý. Nhà trường đã chính thức đi vào hoạt động và tuyển sinh khóa đầu tiên trong năm học 2012 đến 2013. Sau 5 năm hoạt động, từ 2012 đến 2017, trong tinh thần bác ái của đạo công giáo với phương châm thăng tiến con người toàn diện nhà trường luôn nỗ lực hết mình để đào tạo ra các thế hệ học sinh có đạo đức giàu trí thức và vững tay nghề có khả năng đáp ứng được yêu cầu của các doanh nghiệp trường trung cấp nghề hòa bình đã dần khẳng định năng lực đào tạo của mình sĩ số tuyển sinh năm sau luôn cao hơn năm trước học sinh ra trường được đón nhận và làm đúng ngành nghề tại các công ty doanh nghiệp có những em có thể mở các cơ sở tại nhà có nhiều học sinh đi du học và làm việc tại nhật bản theo diện liên kết giữa trường trung cấp nghề hòa bình và học viện taiken Tokyo, Nhật Bản. Ngày 19 tháng 7 năm 2017, Bộ Lao động Thương binh và Âm xã hội đã ký quyết định số 1156 QĐ LĐTBXH thành lập trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc thuộc giáo phận Xuân Lộc trên cơ sở nâng cấp trường trung cấp nghề Hòa Bình. Nét đặc thu của trường cao đẳng Hòa Bình Xuân Lộc là bác ái trên nền tảng bác ái công giáo, nơi đây thể hiện tinh thần phục vụ và chia sẻ vô vị lợi đối với một bộ phận học sinh và gia đình còn nhiều khó khăn để giúp các bạn trẻ có cơ hội học tập lập thân và đóng góp xây dựng xã hội và quê hương đất nước cụ thể là học phí thấp những bạn trẻ đặc biệt khó khăn được miễn giảm hoàn toàn đội ngũ sư phạm trong trường là các linh mục tu sĩ chủng sinh và các giáo viên đạo đức chuyên môn cao giàu kinh nghiệm